chứ tao nhỏ bằng mày, tao ưa hỏi lắm. Tao hỏi cái thằng cha nhảy dù á, tao hỏi ông làm gì ông gãy cái chân. Cái ông nói tôi nhảy dù, tôi trên trời tôi bay xuống á, tôi đưa hai cái giò tôi ra nó bay xuống dưới biển á, tôi đạp xuống cái nóc nhà. Cái kêu sàn 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 cái tôi té cái tôi gãy cái chân nè, tôi là lính nhảy dù. Ừ, dù không bọc. Cái hỏi sao kỳ vậy? Cái nói nhỏ nữ nhân nha bà hai à, nó chuyên gia nó bóp dù á con. Dạ. Mà nó gắn cái đó mà con rớt nữa đường núi là con chết á, bay xuống. Mình mãi con thịt không à. Hồi nhỏ bà hai ơi hỏi cái vụ án đó. Dạ. Tại có cái ốc tò mò giống mày. Con nghe nói bà hai cũng coi bói nữa hả bà hai? Thì cái ngày đó là 3 năm rồi, từ 40 tới 43 là ông cụ quyền tao về mượn xác nữa mà. Độ dân độ thế bây giờ nhà lầu xe hơi đó, ổng đi tu. Dạ. Coi như là hết nhiệm vụ. Hết nhiệm vụ. Là người ta giàu người ta đâu có ngó tưởng. Dạ. Thì, chuyện đó không dòng họ vậy. Cái soi căn rồi cái chi quả, cái chi nghiệp, rồi cái cộng cái phước lại. À. Mà cái phước mày không có à, coi gì giờ. Dạ. Mà mày cầu đạo á thì mày được cái phước đó. Dạ. Như cái ông Lan bà Dũng á thì ông Dũng bà Lan đã được cái phước á, còn dạ, cầu phước á thì được cái tài, cầu phước thì được tài, mà tàu tài thì được cái quả. Dạ. Mà tàu tài quả đi đâu, phước bất trùng lai quả vô đơn chí, có nghĩa mày gom tiền người ta quá trời thì phải trả quả thôi. Dạ. Bà suy nghĩ. Dạ. Bà suy nghĩ dữ lắm, bởi vì con không thấy bà chứ bà khổ tâm hơn con. Đúng rồi. Là tại vì cái ông Nguyễn Thành Thiệu ha, ông tổng thống phải không, ổng ở ngoài sư đoàn mấy biết ông, sư đoàn 4 ở Cần Thơ á, ổng mới ra Chu Lai á, mà tao đi lính là có 20 tuổi rồi. Ra hầu lại ổng hả, là có một băng đình quay phim nói tôi này chín tiểu đoàn 1, trung đội 1, đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 1, sư đoàn 1, một vợ một con, ổng nói xàm xàm vậy đó, mà ổng làm tổng thống mày, rồi ai lại gần thì đeo băng địch đạn không bắn, chú tao lái trực thăng cho ổng đi, ổng làm vô có 10 năm ổng đi á. Dạ. Thì ổng mất đất là ổng phải đi. Rồi bắt hồ lên, bắt hồ lên cũng Nguyễn Tấn Thành, tao ra tao khóc tao ngủ rồi ôm ổng nói trời ơi đói quá rồi, giá cho hòa bình độc lập tao đói quá trời rồi, tự nhiên tao giá ông cái tao gặp mày đó. Ừ, ra cái tượng đó ha. Hay, cái tượng hay lắm, hay. Ở bắt hồ á. Dạ. Có cái đêm mưa đó là chết ba mấy người tử vong xe đụng con. Mà lúc cái nhà bà hai sập rồi không có tiền cất. Dạ. Sao giá sao giờ cất rồi con thấy ổng hay không? Hay thiệt chứ. Bán cái nhà bắt cái đất. Dạ. Bán cái đất rồi giờ có thôi, có cái chỗ nằm thôi, với cái mộ thôi, chứ giờ tao già rồi tao mơ cái gì. Dạ. Rồi bên nó quán nhậu cái bên nó la hoài ngủ không nổi. Dạ. Khó xử lắm con ơi, tại người ta ở người ta có quyền hành hơn mình đúng không. Dạ. Ví dụ tao bán cái gì đó người ta lấy đồng tiền gì đó thì cái chuyện người ta, nhưng mà ở ngay cái mộ mà hai ngủ. Dạ. Vậy sao ngủ được? Ừ. Mà coi bói với con đi bà. Con tuổi gì? Con tuổi gà. Tuổi quý, gà thì nó có hai loại gà, gà cơ thành phụng nha. Dạ. Gà mà gà bơi á thì cỡ, còn gà mà gà gáy thì sướng. Dạ. Mà mày đẻ bằng ngày hay bằng đêm? Bằng đêm hả gì á bà ơi? Gáy là buổi sáng ha. Dạ. Thì ban đêm là mày đâu có cợt, mày ngủ mà. Dạ. Gà này gà sướng lắm, biết chưa không? Gà này không có bơi, không có móc gì trơn á. Gà là gà gáy vậy nè, điện thoại lô lô. Kê mà thành phụng phải không? Con phụng nó gáy đầu non. Dạ. Tao học cái câu này á tại điện Gia Long, là cái thằng cái nó dạy tao coi cái câu đó đó, kê thành phụng. Con gà mà thành con phụng, con phụng nó gáy đầu non là con là con phụng, hiểu không? Dạ. Là con là con gáy e là con có tiền. Chứ con đâu ra ruộng cắt lúa như bà hai đâu. Dạ. Bà hai là lục ruột lục xã hai cực lắm, con hiểu không? Dạ. Đó cái tuổi mày sướng, mà sanh tháng mấy? Dạ con không nhớ nữa bà ơi. Mới tháng mà mới sướng rồi xong như tao heo mà tao bao con chuột tao sướng ghê lắm, tao vừa chết đấu có người cho. Dạ. Mà tứ lợi khẩu mới sướng, còn mẹ con tuổi gì? Dạ mẹ con 1973. Lũ con gì? Ờ, con không biết con gì. Vậy tuổi sửu rồi. Dạ. Sửu hả? Sửu thì nói chung mẹ mày tuổi sửu là hôm nay mẹ mày 73 tuổi hả? Mà 1973. À 73 thì 61 là sửu, 73 cũng là sửu vậy. Dạ. 73 biết rồi. Thật coi như sửu đây ha. Dạ. Tại dù sửu tam hợp sửu. Dần mẹo thành tị ngọ mùi thân dậu, hồng nhan vô duyên bộ phận độc mạng hữu duyên, hồng nhan vô duyên bộ phận độc mạng mày cô đơn độc sĩ nè. Mày làm cho lắm tắm ngủ mình nè. Cuộc đời mày đi đủ chỗ chơi mày về mày nằm mày ghét tay ăn chán mày suy nghĩ con mình. Đúng rồi bà. Khổ tâm. Dạ. Mần tiền cả thúng đi nhiều chỗ ăn nói tào lao thiên đế ha. Cái người ta cho tiền ha là mừng. Về tối suy nghĩ lại. Một phút 20 giây. Tan theo mày khói. Mày kìa. Sao vậy bà? Trời ơi, chuyện mày làm mày biết sao. Dạ, tao biết được không? Dạ, nội. Dạ. Có nghĩa rằng mày có số tiền rất là lớn, nhưng mà mày xài rất là nhiều.
biết hại lắm, biết bà đó khổ không, cái đói cho. Dạ, nếu mà đi làm thiện. Bố thí. Dạ. Thì cái nghèo đó là cái nghèo tạm thời thôi. Dạ. Muốn tu đừng sợ nghèo, muốn thành Phật đừng có đeo lòng tà, con chính xác tiền của trời con chỗ đâu Phật cái chơi với con đâu có xài. Dạ. Thì cái lòng của con là lòng Phật, tính tình như người Tây. Đúng không? Mà bà hai nói con đúng ấy không? Dạ, đúng thì rồi, mày con gà của mày tại vũ sổ năm nay mày có số tiền lớn. Dạ. Hôm nay năm sổ là con gà gáy nè, tháng tỵ là tháng tư. Dạ. Chiều nay mày trúng con số 08. Dạ. Giờ trúng lấy số tiền này lại trong 1 phút 20 giây là mày sẽ được tiền và sẽ đếm tiền mỗi tay. Mày mua mày trúng. Dạ. Bất kể ở đâu, nơi nào có mua hay có trúng có hưởng, đúng không? Tỵ vũ sổ này bà bấm quẻ con bà biết nè con. Dạ. Bà coi cái quả thần tiên cho con đó, con là con Phật mà con rồng cháu tiên. Dạ. Là hộ Nguyễn Vô Gia Long Nguyễn Ánh Như Lai sanh con là ổ chúa nấu ngồi ông vua. Dạ. Con đi về là con kiểm tra chứ không phải con đi chơi. Dạ. Giao thông sợ mày lắm, với công an với hình sự sợ mày lắm, tại vì mày đâu phải đồ bỏ đồ xàm đâu, mày lo lót cho mấy người khổ sở chứ đâu phải người ta mất dạy đâu. Dạ. Cái loại mà cung đồ á thì nó vô duyên lắm, nó thấy con á nó khi dễ lắm. Dạ. Ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà con đi như thế này con sẽ gặp nhiều người lắm, có loại người là rất là ngộ, có loại người rất là chảnh, có loại người rất là khờ, con sẽ gặp mấy cái loại người đó là tâm thần bắt ngáo. Nhưng mà cái tâm thần bắt ngáo này á xảy ra là do của quyền thất tổ của nó, không ai cúng lại. Dạ. Còn con á, con về con cúng lại của quyền thất tổ của con, con gái à, thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng ngọc hoàng thượng đế trong họ cho tôi tiền, tự nhiên con có tiền nhóc luôn. Về giái với ông Dũng với cô Lan vậy thôi, nó giái vậy là có tiền nhóc luôn. Dạ. Chắc cậu bển cũng làm kỹ sư bác sĩ vậy hả con ha? Dạ. Thấy không? Dạ. Tao coi hay không? Hay quá. Hay. Không hay sao làm thầy được? Bởi vậy. Hay quá. Tao thượng tượng ha, cho thờ luôn, nó không để ăn tài luôn. Dạ. Trong thời gian là chúng đặc biệt mua xe du lịch luôn. Đã có tiền không nổi nghèo Mỹ Tú, Nguyễn Mỹ Tú giờ có 2-3 tỷ nhìn ở đâu? Dạ. Khi người khi lòi luôn, đẻ 2-3 thằng chết hết trơn và đẻ nữa, đẻ su ghi không nhìn. Nhiều đứa lắm, trẻ mà dễ thương, có tuổi mấy mà nó khôn, nó cầm hai giờ nó lừa hai vậy đó, nhỏ xu xa mà lên chợ không thấy dễ thương lắm. Ngoại nội chết hết, nhà nó 40-50 tỷ đó mà cho dây với bằng ngân hàng mà banh á, mà lòi ra nhỏ này có 2 tuổi đầu thai lên. Tao tụng đại bi nhiều, sáng kêu có hai biết cười nha lăng, kêu nó cô hai nó phái đó, bởi mà con đất gì có 10 mấy tháng mà cầm 2 đồng trời ơi nó khôn một cái luôn, chơi cũng lại nữa đâu. Dạ khôn ha. Con thấy tuổi con mà hai đó mà nó lấy thằng chồng của nó là ngân hàng. Dạ. Mà thằng chồng của nó là bạn của ông già nó. Dạ. Ông già nó tai biến chết, bà già nó quýnh bà chết rồi, nhà nó có thằng em thắt cổ chết luôn, nó cho bà 2 số chúng che cái am. Rồi giờ cái nhà nó 40-50 tỷ cất bà cố chợ hai nãy con ghẹ con bạn con chở, không có một bóng người ở nữa, toàn bộ là bị ta giật cầm đồ người dân tao lại nữa. Đồng tiền con chỉ có phước là con còn thôi, ngày xưa bà cho người ta bao nhiêu ngày nay có người cho bà. Mùa lễ trung thu nè, cái mùa lễ Noel nè, bà cho cả ngàn người đâu phải một mình con. Dạ. Tại sao giờ bà chết đó có con, có người mua mùng hồi đó mùng mà là cháy nhà là bà đi lãnh ở ngoài từ thiện là hỗ trợ, thì cái chuyện bà làm bà biết, bây giờ bà tự nhiên bà có. Còn con cướp trộm vô nhà con, người ta con giết, người ta con lấy thì 3 ngày sau con cũng ra mã con nằm chứ sao con sống. Dạ. Cái đó là cái căn và cái quả. Căn và cái quả. Ừ, nó có 3 thứ là lực bù trừ. Bù trừ. Lực sòng phẳng. Sòng phẳng. Lực căn quả. Lực căn quả. Hiểu không? Rồi bà giải thích cho con là bù trừ là bù như nào, trừ bà? Là mày mua cái đó mày trả tiền là không có gì xảy ra hết. Dạ. Không có thiếu nợ. Còn sòng phẳng á là mày thích con nhỏ đó, mày cứ nhỏ đó đây để thằng khác cứ mày tức. Dạ. Rồi thì nó là vợ mày rồi, còn lực căn quả là mày thiếu tiền tao, mày ở người ta đã mày bỏ, người ta có con có cái người ta khổ, người ta xả rồi mày đi quen bà khác là cái đó mày chết lại nữa. Dạ. Làm trai á phải cho chí nên trai, dưới sông sông bể lên đòi là tan, có nghĩa là tụi võ bị là lạc, nó như mày vậy đó, mấy chú là nó sĩ quan không à, cứ bà nào ở tao già rụng răng rụng tóc không dám ho mày. Sĩ quan hồi xưa tao ngon lắm, còn giờ mày thấy tàu lao biết gỡ không, tàu lao vậy đó mày thấy không, Trung Quốc nó có chung thảy đâu, thấy vậy là tao nản chiến hồng chứ không phải tao khùng tao điên gì mà tao không quen không biết cái gì, bỏ cái này lấy cái khác nó chi câu đó. Dạ. Thì cái gì cũng vậy nè, năm ngón có giống không,
Bồ Tát mọi người mỗi khác, mà Phật mọi người mỗi tật. Dạ. Còn hói hủ tiếu mà hói bên mày. Dạ. Mà con không có hiểu cái chuyện này, tại ông trời ông sắp xếp. Cũng như cái bờ đó, cái ruộng đó thì phải có cái người đó, là cái tháp đó có cái nồi đó đậy nó vừa người hết con ha. Dạ. Vậy thôi, chở bà về để mưa nghe con. Mưa không? Chắc không mưa đâu bà ơi, nói chuyện chút xíu đi con chở bà về. Đang thu bà hồi rồi kìa. Thì cái chuyện này đó là trời quyết định, chứ con cũng không biết ông trời ra làm sao nữa. Đúng rồi, ông trời quyết định, mỗi người có số hết. Tao hận đó mày ơi, cha mẹ tao nhớ quýnh tao, mà quýnh tao tao thù dữ lắm. Mà dạ, mấy người quýnh tao là chết sạch sẽ luôn á. Dạ, dạ. Thì câu chuyện á, thằng Quất á, nó 18 tuổi thì bà 43 tuổi ở núi hệ với này, nó ôm cục đèn, nó cũng quýnh bà rồi, cắt lúa nó đâu trả tiền. Thấy hận không? Còn cái thằng này nó cũng chết, nó mua đất, bà là thằng anh đó trước này nè. Nghe cái giàu bự, anh kia chở á, cậu này nè, tự lợi mua. Cái chuyện này, ông trời mày. Dạ. Tao nói ngày tao đi bán cái số đụng đây nhẹ thôi đó, mà phải bán cái đất 2 tỷ đó, tại vì chích đi luôn người 800 ngàn đoạn gì. Đi vô bệnh viện là nó chích vô cái gì chổng tao không biết. Dạ. Tụ não ở chổng á. Cái chuyện này tao không có hiểu được cái chuyện này. Dạ, đi bán cái số hồi 18 tuổi con tới 58 tuổi thọ nè. Dạ. Mà khôn hơn bà hai nữa đó. Giờ nó nhả chẹt rủi. Thì con lại bình thường con ghé con thăm bà hai, con cho này kia tiền bạc ăn uống nó mừng lắm. Nó chích đói mà nó bị tệ nạn. Bà hai cũng kẹt cứng hết trơn ha. Dạ. Chồng thì không có nào nói thiệt, còn con thì cũng không có nói thiệt, chỉ biết chùa mà chùa không ra gì vậy thôi. Dạ. Rồi mình về nhà mình có cái chỗ mình nằm. Dạ. Cái chùa con biết ha, 3 giờ thức dậy nấu cháo rồi cắt lúa rồi tắm mấy ông Phật nữa, rồi chiều gõ chuông nữa, rồi quýnh đại thồng tung nữa, rồi hỏi mày rồi có thời gian đâu. Dạ. Con nghe bà nói về Phật Pháp, bà nói chuyện hay quá. Thì qua lại công phu nè, công quả công trình. Ba công dụng lại công dày bỏ cao. Mày muốn cao đạo thì mày phải khổ. Dạ. Hồi đó cái chùa Từ Quan Từ Thiền tao ở đâu cất rồi tao đi. Bữa tao ôm cái áo bạn ăn tao bận, sẽ có cái đồ chó chịu thổ năm mốt. Người ta chống quá trời luôn. Nói trời ơi, hai cho số hay người ta. Tao không ngờ nó bán chó ngay cửa chùa mày. Dạ. Tao mất ối luôn á, mà tao ối không có được. Tao nói tao khổ dữ lắm. Mà tao đi tao thấy cái gì á là tao biết rồi đó. Ừ. Có ông đệ thằng Tài luôn. Tao rất tao dọn phùng rác. Trời ơi giờ lắm trời. Ai ăn thịt chó đâu con. Bà đói bà chết bà không ăn được. Bà khó nuôi lắm. Hồi nhỏ bà ăn cơm với muối cột không à. Dạ. 2 tuổi là ông nội ông ngoại bà làm tỉnh trưởng á, cột cái áo bà lại ha, 2 thằng hầu rồi nè. Hỏi con lần đi họp Thủ tướng Thanh về mua cho bà cáo đàm mấy cái nón bo bận bận lúc đầu hồi 3 tuổi rồi đó. Đi học khóc dữ lắm, tắm nước nóng. Mà vô cô giáo dạy bà không có nổi, bà khóc hoài à. Rồi cái tới 8 tuổi vô chùa ở ha. Ở tới đâu 12 tuổi té xong không chết nữa, rồi ghét là tới 18 tuổi vô chùa ở nữa. Dạ. Ở nữa ghét trong thời gian cái lên tới 28 tuổi mới đổi đi lính đó, mới ra Đà Nẵng á. Cái thọ thai đứa con cái chết cái giờ cái tù luôn. Tù luôn. Mà con bà có 10 tháng nè. Dạ. Phải nó sống đâu. Nó bị thương hàn ấy, chảy tàu lao thiên đế. Rồi lúc nhà giàu nghe mày, nhà 4 năm lầu á. Rồi giết cái tao nói chắc tao hết nghiệp rồi. Thì có nhiều thứ nghiệp lắm. Nghiệp buôn bán nè. Dạ. Nghiệp dân hầu nè. Nghiệp bá đợ nè. Nghiệp ô xây. Ừ. Nhiều nghiệp lắm. Mà mày biết cái nghiệp của mày nó như thế đó đó. Mày mờ mày mất cái tiền. Thôi giờ trời mưa rồi, về mà ở đây thôi cái mày kẹt cứng nữa. Dạ. Chống tàu hơn chống đảng nè. Dạ. Rồi trời mưa rồi mọi người ơi. Nè trời mưa, chuyển mưa đen thui rồi. Bây giờ cũng trễ rồi nên là sẽ đưa bà Thị Thiên về. Đó thì hôm nay thì cũng vô tham quan cái vườn trà là. Thì cũng nói chuyện, cũng hỏi thăm bà, cũng như là gửi quà của cô Lan chú Dũng, cũng như là các nhà hảo tâm gửi cho bà đó mọi người. Dạ cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của bà Thị Thiên nha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và đón xem video tiếp theo của mình về bà Thị Thiên nha. Bye bye.